Alo. Vâng, bước vào trận đấu chung kết giải MIP mở rộng lần thứ N. Vâng, màn hình máy game thủ Juliet. Juliet đối đầu với Giang BG, hai game thủ và cực kỳ sáng giá, một người cực kỳ trì từng từng vô địch tất cả gần như tất cả các giải của MIP rồi. Đối đầu với một một game thủ mới nổi. Vâng, Giang BG, một game thủ mới nở rồi. Mới nở và mới nổi của Giang BG. Kèo đấu đầu tiên diễn ra trong thể loại vâng trong cái giải đấu mid này. Vâng, giải đấu mid này thì là được bốc thăm chọn và sẽ đó là kèo đầu tiên là kèo Asirian và tiếp theo đó là kèo Seng, thể thức chạm 4. Các chị quyết định cử hành bình luận viên chúng và kỹ thuật viên chúng tôi. Vâng, 4 kèo tỷ vâng đánh với thể thức chạm 4. Nếu có nhanh chóng lắm thì 12 trận, 12 trận mà mỗi trận bình quân khoảng 15 phút ngoài đời. Vâng, nhân vào thì nó vào khoảng bao nhiêu? Vâng, nhân vào các bạn tự biết ra. Và bây giờ cũng đã là 7 giờ rồi mà các chị đánh 12 trận mà găng go kỷ số 43 7 73 21 trận thì đúng là nhức đầu với mấy chị rồi. À, bây giờ thì màn hình máy game thủ Juliet, chị đã bắt đầu những bước dò đầu tiên. Juliet là một game thủ cực kỳ cứng luôn. Vâng, cực kỳ cứng. Vâng, chị thì sinh năm 88, quê ở Hải Phòng. Vâng, cái nôi của nền đất AC, cái nôi của nền đất AC bắt đầu thảo nào chị đánh AC đánh cùng đờ cực kỳ cứng. Vâng, từng những dinosaur đã khủng long từng rất nhiều lần sấp mặt trước thị rồi. Không hề vớ vẩn một chút nào cả. Các bạn thấy thao tác của Mid Juliet không hề vớ vẩn một chút nào. Những thao tác đá hiêu về rất nhanh, đá hiêu về nhà chính rất nhanh với thao tác với những nông dân Assyrian, chị đá hiêu về siêu nhanh luôn. Cách hơ, cách bài hiêu cách hai bóng nhà chính mà chị vẫn phải đá về một cách khủng khiếp. Nhà tương đối bằng tương đối xấu, thực sự là nhà này xấu luôn. Nếu mà người ta ở phía 3 giờ người ta móc cho thì nó chảy hết cả nước ra luôn. Bài đang tương đối nghiệt dành cho Mid Juliet trong trận đấu này. Thôi, bài bên này của Juliet đang tương đối tù trong cái trận đấu này. Giang BG là một game thủ cực kỳ trẻ của tỉnh Bắc Giang. Từ tỉnh Bắc Giang đến từ chân truyền của GMG, nhớ ruộng đạo 9 và vẩy e bằng đạo 8. Cực kỳ bá luôn. Những bước dò của game thủ Mitsu vẫn chưa thấy gì ngoài chiếc bầy yêu đầu tiên. Đá cực kỳ xa về, nhà này rất xấu. Liệu có đủ đồ cho chị lên đời không? Liệu có đủ đồ chị đâu rồi lên đời không? Phi nó có sư tử kia đi. Nếu không có sư tử kia nó xúc chết thì mệt. Rồi, con nông dân đi dò kia không để ý kìa. Không thấy đồ ăn gì luôn, không thấy một đồ ăn gì dành cho Mid Juliet trong trận đầu tiên mở màn kèo AC này. Quánh cái kèo Assyrian thể thức chạm 4, à có bãi quả phụ rồi, thể thức chạm 4. Vâng, đánh 3 kèo, ai thắng 2 trên 3 kèo thì người đấy sẽ là người vô đăng quang vô địch. Hình như là đã qua 4 năm cái giải Mid mở rộng rồi thì Mid Juliet liên tục giành tất cả các giải được mở ra. Vâng, chị cũng dường như là một chim sẻ trong làng Mid rồi. Chết luôn một con dân. Chết luôn một con dân rồi. Hai mươi bốn trên 28 rồi. Vâng, Juliet bước vào trận chung kết này với một cái phong độ khủng khiếp, chỉ gạ gục từ vòng bảng cho đến vòng bán kết tất cả các em thủ đều ít không, chưa ai có chạm khi solo với chị. Thế cho nó nhanh. Vâng, liệu Giang BG, vâng một game thủ đang nổi lên. Đèn tù vãi chày ra bãi quả không thể đóng được G. Thôi, trận này mà thắng được nữa thì đúng là không phải là Juliet quá khỏe mà thực sự là Giang BG quá yếu. Bài không thể lên đời. Một bài không thể lên đời của game thủ Mid. Mid Juliet. Rất muộn nữa thì Juliet mới có thể lên đời với cái bài như thế này. Vâng, rất lâu nữa thì Mid Juliet có thể lên đời được, 10 mới có thể kick. Không 10 thì cũng phải là 94, 95x của Mid Juliet trong trận đấu này mới có thể kick đời 3. Ôi thôi, tủ vãi chảy ra, 9 rưỡi rồi chưa thể kích được với 440 thực. Vâng, đen là chị rồi. Vâng, thể hiện cả một phong độ chói lóa từ đầu vòng bảng và tới chung kết lại bị hạ gục thì đau. 9 phút 50 kích đời với 27 nông dân Assyrian, dò 15% đến từ game thủ Giang BG. Rất hay.
như bóng đèn đấy không thường, phải nhớ bạn là như bóng đèn dây tóc thôi. Bây giờ cắt tiếp nông dân ra ăn bãi bỏ sụp ở phía trên nữa. Vâng, vẫn chưa lên đời. Ô, mít Trang BG cũng không phải vài lên đời quá sớm. 11 phút rồi mà vẫn chưa tới lên đời. Thế thì cũng bình thường. Vâng, Juliet sẽ kích khoảng cuối 11 thôi. Và khả năng phải đầu 12. Ô, chắc chắn là đầu 12 luôn. Lên đời rồi. Một bài mà Trang BG có chuẩn lắm thì cũng phải kích khoảng 10, 11 phút 3x đến 4x. Còn Juliet sẽ phải nhớ chớm sang 12 trong trận đấu này. Bắt đầu gây ra 12 phút tầm 12 phút 10 thì Miss Juliet không, 12 phút hai gần 20 thì Miss Juliet sẽ lên đời được với cái bài 27 nông dân của Assyrian rồi. Hơi đen. Kích 12 phút 20 không, 12 phút rưỡi 33 mới có thể kích đời với 28 nông dân AC. Bài siêu nghiệt của Miss Juliet lên đời là sau game thủ Giang BG khoảng 30 giây. Không, lên đời sau khoảng 30 giây và chậm hơn rất nhiều. Tức là nếu mà game thủ Giang BG dò chuẩn thì tên cung R của Giang BG chạy sang đến nhà game thủ Juliet thì Juliet mới bắt đầu vâng thì tên cung R đầu tiên của Juliet mới bắt đầu được sắp khoảng mấy chục giây thôi. Lực lên đời của Miss Juliet là siêu khỏe, siêu khỏe luôn. Khả năng là chị chỉ đóng một vài cái ruộng tượng trưng thôi. Sẽ đóng được vâng, sẽ đóng được những cái ruộng ở giữa bản đồ thế này. Vâng, để cho Miss Juliet, Miss Giang BG đang dò xịt 700 thực và phải ép gỗ. Giờ là phải ép gỗ luôn. Ô, vẫn chưa lên đời. Giang BG vẫn chưa lên đời. Hay, thế bình thường vẫn còn cửa 80% rồi, tức là chỉ sau khoảng hơn một tân cung một tí thôi. Lực là lên đời là 9 năm thực đến từ game thủ Miss Juliet. Lên đời 3 với lực lượng thực ôm trong tay là 9 năm thực. Quá bá đạo. Khẳng liệu cũng được nổi 5. Ô, thế thì bình thường cũng không chênh lệch nhau quá nhiều. Vâng, không chênh lệch nhau quá nhiều trong cái kèo đấu Assyrian này. Hai bài bài dò 15% Giang BG ép xịt ư. Liệu Miss Juliet sẽ sóc với bao với nhà BA trong trận đấu này? Cắm dò. Vâng, cắm dò sẽ chỉ là một bài dò. Vâng, điền hoàng thôi, đóng một vài chiếc ruộng tượng trưng sau đó là điền hoàng toàn tập. Khi bài này mà chắc ruộng thì sẽ không có lực sóc quân. Ba mươi hai trên 44 bắt đầu có bánh xe thì tân cung đờ của đội bạn đã đẩy sang đây rồi. Vâng, vừa mới có bánh xe được một chút thôi thì tân cung đờ của Giang BG cũng đã đẩy sang đây. Đúng là nhà Giang BG ở phía 3 giờ. Ô, thế thì tươi, đằng phía từ 3 giờ hất lên là toàn bộ đã bị Juliet bò hết rồi. Juliet vẫn sẽ dốc đều tân cung của mình thôi. Vâng, Juliet vẫn đang bắt được những tân quân. Vâng, vẫn đang sóc được những tân quân đều ở nhà. Và vẫn đang chạy điên hoàng khi mà lực thực của game thủ Juliet tân khỏe. Vâng, hai game thủ nữ đang điều cùng R tương đối tốt. Vẫn chưa ai chết một cái gì cả. Vẫn chưa ai chết một gì. Tham lai của game thủ Miss Juliet đang là 45/56. Vâng, bây giờ thì màn hình máy game thủ Juliet thì đang muốn tìm đồ ăn hoang khi mà lượng thực sự, vâng, lượng để sóc quân đang bắt đầu yếu dần theo thời gian rồi. Vâng, đã yếu theo thời gian khi mà lượng thực bắt đầu giảm dần đi. 50/56 vẫn chưa có biến. Ô, ốp một phát vào giữa ruộng chính luôn. Một pha đi quân ảo đến từ Miss Giang BG. Em ốp một phát vào giữa ruộng chính của Miss Juliet. Một tên chạy ruộng này thì làm Juliet càng ngày càng yếu thêm rồi. Lại phải hồi lại ruộng trong những tuần đấu này. Bốn 53/64 trong thời điểm bây giờ ăn hoang bãi quả này nữa. Vâng, ăn quang bãi quả này nữa thì lực của Juliet sẽ là siêu khỏe. Bãi quả khi ăn chơi kìa, đúng rồi, vẽ thêm 3-4 cái ruộng nữa, chuẩn bài. Ồ không, đúng cái tên cung của Miss Giang BG đi vào đường này luôn. 54/64. Năm mươi hai 64. Ồ kìa, bị ốp à rồi, bị ốp à đến từ nhà riêng Giang BG. Thôi mất nhà tên đấu này không. Rất nhiều cung R của Miss Giang BG đang ốp vào nhà của Miss Juliet. Rất đông cung R luôn. Có cưỡng không? Rất khó cưỡng tân đấu này. Mặc dù điều giờ,
Mặc dù thì khả năng nghỉ điều giờ thì Juliet là nhỉnh hơn phía của Giang BG, nhưng bây giờ thì lượng thực lỡ lại phải lùi lại. Thế thì mid Juliet vẫn đỡ được nhà, vẫn đỡ được nhà, năm nhà vẫn sốc đều được khi vừa ăn hoàng vừa đóng ruộng. Năm 51/68 là tham lai của Mid Juliet, chị vẫn đang thủ nhà được trước những cùng RAC của Mid Giang BG, nhưng bây giờ Giang BG đang chiếm quá nhiều lợi thế so với Mid Juliet rồi. Khi mà nhà chị yên ổn từ đầu đến cuối, còn nhà không rất đồng cung, nhà Juliet thì cực kỳ xấu và bị bóc máy một tơn chạy ruộng, lực là siêu yếu. Mới chỉ có khoảng hơn 10 cung giờ, còn bên này đã có một kích cung giờ rồi. Rất khó khăn trong trận đấu này luôn. Vẫn đấu thôi khó rồi. Mất tên cung giờ này, quýt thôi. Quýt. Vâng, tỷ số sẽ là 1-0 trong trong cái kèo AC này. Vẫn chưa quýt được. Không quýt rồi. Vẫn cố chạy cối làm cái gì khi mà họ đã rất nhiều cung giờ nhà yên ấm. Bây giờ chặt gỗ 2 đến từ Juliet cũng chặt gỗ 2. Quýt thôi. Vâng, tỷ số là 1-0 trong trận đấu đầu tiên kèo Assyrian.